cũ, với cái cây cũ ha. Đó là phần Mercury. Bây giờ mình qua cái phần thứ hai là phần Merkle Group. Thì bây giờ ví dụ đây cái hình này y tương tự như cái Mercury ha, nhưng mà làm cách nào để mình biết được khi mình nhận được một cái dữ liệu, ví dụ như là cái Haska, cái phần màu xanh lá cây bên dưới cùng, làm cách nào mình biết được nó là một cái valid hash khi mình có được cái root. Thì nó có một cái Merkle group rất là hay, tức là thực ra nó là một cái array của các branch, mình thấy những cái thành phần màu xanh da trời ha. Thì khi mà mình nhận được cái dữ liệu của thằng HK và một cái array, trong trong trường hợp này cái danh sách cái thành phần cuối cùng của nó là HL đi, thì mình sẽ tính được HKL, tức là hash của hai thằng con. Và bên này mình có thằng hash Z thì mình sẽ tính được hash easy color. Bên này mình có cái hash MNOP thì mình tính được cái hash của cái nốt ở trên, và tương tự như vậy. Thì bên này mình có cái nốt màu xanh da trời nữa, mình tính lại cái root. Như vậy khi mình có một cái root ha, và dữ liệu nạp vào là mình có một cái danh sách của các group và một cái root cần verify, thì mình sẽ tính được ra một cái root và compare với cái root của mình để coi dữ liệu đó là dữ liệu đúng hay sai. Đó là phần Merkle tree và Merkle group rất là căn bản ha. Thì bây giờ mình đi tiếp qua cái proof of work. Thì ở giai đoạn đầu của blockchain thì Bitcoin và Ethereum đều là proof of work. Thì tất cả các miner sẽ cạnh tranh với nhau để giải một cái bài toán. Mà cái bài toán đó là tìm ra một cái con số nonce để mà tạo được cái root của cái block mà thỏa mãn một cái nhu cầu nhất định, tức là cái yêu cầu đó là nó phải nhỏ hơn con số target. Thì cái miner nào mà giải bài toán nhanh nhất thì nó sẽ broadcast ra tất cả các nốt còn lại, và nó sẽ gửi bằng chứng cho những cái nốt còn lại thấy là cái bài toán nó giải là đúng. Thì cái proof đó tức là chính là cái Merkle proof ha. Đó là proof of work. Đây là một cái dữ liệu của proof of work, tức là một cái block của Bitcoin mình chụp hình lại. Thì mình có thể thấy là ra cái hình này. Đây, ở bên dưới này nè. Tức là nó có cái con số nonce ở đây. Con số nonce là cái đáp án của thằng miner nó tìm ra. Thì mình quay trở lại cái Merkle tree ha. Khi tính toán như vậy mà để ra tìm ra con số nonce như vậy để mà thỏa mãn cái root ở phía bên trên, thì nó hoàn toàn là cái cách giải của nó hoàn toàn là thử thôi, thử để ra một kết quả cuối cùng. Cho nên là cái máy nào mà chạy càng nhanh đó, thì nó sẽ có xác suất để giải bài toán nhanh nhất là cao hơn. Thì trong cái block này mình thấy là cái miner nó giải quyết được, nó tìm ra con số nonce này, nó có cái difficulty ở đây, và đặc biệt là cái hash của nó mình thấy là cái prefix của nó là một một đống con số không. Thì cái này nó cho thấy là cái độ khó của thằng Bitcoin bây giờ đã rất là lớn rồi. Thì nói thêm một tí về cái độ khó của cái Bitcoin này thì nó sẽ thay đổi theo chu kỳ hình như là 2 tuần. Thì mọi người biết trong trong đợt này thì có rất nhiều các miner ở Trung Quốc bị tắt máy, thì sau đó thì cái difficulty nó sẽ đã được điều chỉnh để cho nó dễ dàng hơn. Thì cái điều đó điều rất hay của thằng Bitcoin ha. Vấn đề của cái proof of work này là nó bị nghẽn mạng và mình sử dụng rất nhiều các năng lượng và tất cả và cả cái bộ nhớ nữa. Thì lý do sử dụng nhiều dữ liệu bởi vì nó không có khái niệm gọi là finality. Và một vấn đề tiếp theo nữa là bị rất nhiều người chỉ trích, tức là hiện giờ mine Bitcoin thì thường là mine bằng những cái gọi là mining farm, tức là nơi có chứa rất nhiều máy đào với nhau. Thì lý do là khi một cái máy đào thì người ta để tối ưu hóa chi phí thì người ta thường tập trung lại để mà
để mà tối ưu hóa nhân công, tối ưu hóa điện năng lượng internet, tất cả các thứ, thì người ta phải làm centralize trong những cái mining farm như vậy. Thì rất nhiều người chỉ trích cái Bitcoin như là vì nó centralized. Những cái nhược điểm như vậy của cái Bitcoin thì mới sinh ra cái nhu cầu là tạo một cái thuật toán tốt hơn, thì nó là cái proof of stake ha. Thì bên phía Bitcoin á, thì mình thấy proof of work là sao? Proof of work tức là mình tức nó chính là cái Merkle proof mà chứng minh là cái nonce của một cái miner tạo ra là chính xác, là có thể verify được bởi tất cả các nốt khác. Thì proof of stake thì người nào mà muốn tạo ra block thì người ta phải trở thành một cái validator trước đã. Mà muốn trở thành một validator thì phải deposit tiền vào để chứng minh là mình có khả năng làm. Và thứ hai nữa là nếu cái người đó mà gian dối thì sẽ bị trừ tiền. Validator khi mà được chọn để tạo block thì nó sẽ được được chọn một cách ngẫu nhiên để đảm bảo công bằng giữa các validator với nhau. Thì trong cái validator mà để tạo ra thì nó sẽ có hai cái role, một cái role là gọi là proposer, tức là cái người tạo cái block, và cái role thứ hai gọi là attester, tức là người chứng thực những cái block đó. Ngoài ra nó sẽ chứng thực những cái, đối với Ethereum thì nó sẽ chứng thực những cái checkpoint nữa, thì mình giới thiệu phần checkpoint sau ha. Thì cái điểm mạnh của cái proof of stake cũng là cái điểm yếu của proof of work. Thì mình thấy proof of work thứ nhất là cái security của nó, tức là mình đang rất là sợ cái vấn đề là 51% attack, tức là nếu mà một cái attacker có thể control được 51% cái node là nó có thể chi phối những cái dữ liệu bên trong đó. Thì bên cái proof of stake, bởi vì cái người mà tạo ra block được tạo một cách được chọn một cách ngẫu nhiên, cho nên attacker rất là khó để mà làm cái chuyện đó. Đây là proof of stake. Thì tại sao gọi là proof of stake? Tức là proof of stake là tại vì khi mà verify một cái deposit mà để tạo ra một cái validator thì nó sẽ có cái deposit root và cái deposit data. Thì khi mà cái deposit data này, người ta sẽ tính toán cái hash root của nó, và khi cái hash root của nó cộng với lại cái proof thì bằng 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 cái root mà lưu trong cái beacon state á, thì giống 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 y chang hồi nãy là mình giống y chang hồi nãy mình verify bên cái proof of work vậy á. Thì bên này mình cũng verify từ ở dưới lên trên, và nó sẽ bằng với cái tree root của tất cả những cái deposit, cho nên gọi là cái proof of stake. Thì đối với proof of stake của Ethereum á, thì một trong những cái thế mạnh của nó scalability, thì cái phần này á, là sẽ được tả trong cái sharding, là một cái release lớn ở sang năm. Còn ở cái phần phase zero và hiện tại á, thì mình chỉ làm một cái beacon chain thôi, thì nó sẽ có những cái ưu điểm ngoài cái scalability này. Nó có ưu điểm là thứ nhất là về security như nãy mình nói, bởi vì hiện giờ Ethereum nó cũng mắc rồi, cho nên một người để một người nó mạo hiểm tạo ra một cái validator để test thôi thì họ phải stake vô 32 Ethereum, mà không những là tạo ra một mà họ phải tạo ra rất nhiều cái validator để mà test như vậy, thì chi phí sẽ rất là lớn và rất là rủi ro. Điều thứ hai á, là cái proof of stake á, thì nó sẽ tạo ra những cái gọi là checkpoint. Checkpoint đó, tức là tí xíu mình sẽ nói rõ hơn, nhưng mà mình hiểu nôm na đó là những cái điểm để mà mình check để mà cái cuối cùng là mình tạo ra một cái checkpoint gọi là finality checkpoint. Thì khi mình có finality checkpoint đó rồi á, thì một cái node
nó không không cần phải xin từ đầu giống cho tất cả các bước buộc nữa, mà là nó sẽ xin từ cái chỗ finalize block đó thôi. Và thứ hai nữa, một cái transaction đó, khi mà nó đi qua được gọi là chắc ăn luôn á, thì nó phải là đi sau cái finality checkpoint này. Thứ ba nữa, nhờ vào những yếu tố đó thì một cái nốt trong Ethereum 2 á, khi mình sync thì hầu như mình có thể sync từ cái finalize checkpoint này cộng với data của 5 tháng về trước, cho nên nó rất là nhẹ nhàng. Đối với proof work, mình thấy là mình cần phải một cái máy cực kỳ mạnh để mà mình cạnh tranh với tất cả miner khác. Còn đối với các một nốt của cái thằng Bitcoin chain đó, thì mình không cần làm như vậy, nó rất là nhẹ nhàng, thậm chí mình có thể dùng desktop của mình chạy luôn. Và nhờ vào cái yếu tố thân thiện như vậy cho nên rất nhiều thiết bị chạy được, cho nên nó sẽ decentralized hơn đối với proof of work. Theo mình biết thì một số cái các khoản khác như là Tezos hoặc là Cardano, người ta còn có thể là delegate tới một cái validator khác. Còn đối với Ethereum thì không có chuyện đó. Thì mọi người có thể vào cái link beaconcsa.in, thì đây là cái block explorer của cái Beacon Chain ha. Đây là cái hình ảnh của Beacon Chain. Thì cái màu xanh đậm là một cái Beacon Node. Một cái Beacon Node thì được connect bởi validator, thì thực tế là sẽ có rất là nhiều các validator, có thể là tới cả ngàn cái validator mà connect vô một cái Beacon Chain. Ngoài ra, các Beacon Chain được thường connect tới các ETH1 node để mà process những cái deposit data. Thì mình biết là bên cái proof of work chain của Ethereum thì để một validator mà để một người có thể trở thành validator thì họ phải deposit. Deposit thực tế là phải gửi tiền vào một cái deposit contract, thì mình cần cái one node mà mình pull cái contract đó. Đây là cái hình ảnh thứ hai ha. Thì mình thấy ở đây mình thấy rõ hơn là một Beacon Chain có thể connect bởi rất là nhiều các validator. Và cái validator này thường là nó rất là lightweight, nhẹ nhàng. Thì đây đây là cái hình của một cái testnet, cho nên là Ethereum trong này nó chỉ đề là 3.2 Ethereum, nhưng mà ở mainnet thực sự nó là 32 Ethereum. Đây là hình ảnh thứ thứ ba mà nó có thêm cái sidechain ha. Sidechain thì như mình nói là nó sẽ không được release trong ngày 1, ngày 2. Nhưng mà mình có thể thấy là các proof of work là một cái chain độc lập. Beacon Chain nó giống như là một cái coordinate chain ấy, nó sẽ lưu dữ liệu của tất cả các chain khác. Rồi bây giờ mình nói những cái khái niệm của cái Ethereum 2 ha. Thì những khái niệm này là những khái niệm mà rất là căn bản để mình đi đi tiếp. Không giống như bên proof of work là nghĩa là khi mình tạo ra một cái block, mình không có chắc chắn được cái thời điểm nào tạo ra cái block, bởi vì các miner phải cạnh tranh với nhau. Cái thời gian mình thấy 10 phút hoặc là thời gian 12 giây, 15 giây bên bên Ethereum 1 nó chỉ là cái estimate thôi. Còn đối với cái proof of stake này á, thì nó sẽ tạo ra block đúng theo từng cái thời điểm, mà thời điểm người ta gọi là cái slot. Thì với mỗi slot nó sẽ tạo ra một cái block ha. Một epoch thì được sẽ bao gồm mà 32 cái slot như vậy. Và cái block đầu tiên của cái epoch thì ta gọi là một cái checkpoint. Đây mọi người nhìn kỹ ha. Đây, ở đây mình có trên trên màn hình mình sẽ có là có bốn cái epoch và
Block đầu tiên của từng epoch nó sẽ trở thành checkpoint. Thì có một điều là trường hợp hoàn hảo là slot nào thì cũng có một validator được assign để mà tạo ra block, nhưng mà sẽ có những trường hợp cái validator được assign là họ lại tắt máy đi thì nó sẽ không tạo ra được cái block hay cái slot đó, thì như vậy mình gọi là một cái skip slot. Mà nếu cái skip slot đó mà vô tình nằm ngay cái block đầu tiên đó, thì mình sẽ không có cái block ở trong đó. Trong trường hợp đó thì check for nó sẽ lấy cái root của cái block gần nhất trong quá khứ nè, chứ không phải là cái tương lai. Tức là ví dụ như là cái skip slot là ngay ở epoch số 2 này thì nó sẽ lấy cái root của cái block 32 trong cái epoch 1. Mà nếu mà cái root cái block 32 nó là một cái skip slot luôn thì nó sẽ lấy từ cái block 31, tương tự như vậy. Thì checkpoint này á thì nó sẽ có trên trong cái chain sẽ lưu làm hai dạng. Một dạng thứ nhất là checkpoint justify, dạng thứ hai là finalize. Thì checkpoint justify checkpoint tức là một checkpoint đã được đồng thuận của ít nhất là 2/3 các attester trong một epoch. Thì trong một epoch thì chỉ có 32 slot, thì ứng với 32 slot đó sẽ có 32 cái validator được chọn để mà tạo cái block. Thì tất cả các validator còn lại sẽ đóng vai trò là attester. Thì như vậy á thì sau mỗi epoch thì beacon chain nó sẽ thống kê lại là checkpoint nào có được 2/3 số vote. Thì đúng cái checkpoint đó, thì cái checkpoint nó trở thành justify checkpoint. Mà khi mà có 2 tới 3 hoặc là 4 checkpoint liền nhau thì cái checkpoint cũ nhất trở thành một cái finalize checkpoint. Một finalize checkpoint nó đóng vai trò quan trọng ở chỗ là nếu như mà hai nốt chẳng hạn, nốt A liên lạc với nốt B thì cái việc đầu tiên hai nốt làm nó sẽ làm là kiểm tra các status của nhau. Thì nếu hai nốt A và B cùng một cái finalize checkpoint này thì nó sẽ kiểm tra tới cái head tiếp, thì mình tiếp tục với cái finalize checkpoint ha. Nhưng mà trường hợp thứ hai, nếu mà nốt A nó đang sync còn nốt B là sync rồi thì nó sẽ ở hai cái finalize checkpoint khác nhau. Thì cái finalize checkpoint của nốt A ví dụ như nó đang ở cái slot 2000 đi, nhưng mà cái finalize checkpoint của nốt B ở ở finalize slot 3000 luôn rồi, thì bên nút B nó sẽ kiểm tra lại là dữ liệu quá khứ của nó, là xem thử cái slot ở cái slot 2000 có cái root là bao nhiêu. Nếu nó bằng với đúng cái root của thằng thằng block A thì nó cho qua, còn nếu không nó sẽ disconnect liền. Đó là một phần của cơ chế đồng thuận ha. Cái điểm thứ hai của finalize checkpoint như mình nói là nó quan trọng ở ở chỗ là nếu mình có một cái finalize checkpoint data như vậy, mình có thể xin một cái nốt từ cái finalize checkpoint trở đi, không cần phải lấy dữ liệu từ từ cái slot zero. Thì đây là những cái terminology mình sẽ sử dụng xuyên suốt trong buổi hôm nay. Mình có slot, có epoch, có root. Root này nghĩa là cái merge root của một cái tree ha. Thì trong cấu trúc dữ liệu của hoàn toàn Ethereum 2 nó đều là tree hết. Mình có beacon block cũng là tree, beacon state cũng là tree, thì cái root này chính là cái merge root mà mình là cái merge root mình giới thiệu từ ban đầu ha. Tức là cái root của cái top node. Và checkpoint như em giới thiệu thì sẽ bao gồm một phần là root và một phần gọi là epoch. Thì cái root này á là cái root của cái block đầu tiên của cái epoch. Phần tiếp theo là beacon block, dễ hiểu ha. Thì beacon block thì ở trong nó có cái beacon block body. Ngoài ra trong hệ thống ứng với mỗi cái beacon block thì nó luôn có cái gọi là beacon state, thì nó sẽ duy trì trạng thái của toàn bộ các validator tương ứng với cái block đó. Thì thường khi mình vô một cái block explorer thì mình chỉ thấy beacon block thôi chứ không thấy cái beacon state.
Beacon State nó giống như cái state bên trong của cái blockchain mà hầu như chỉ quan trọng đối với cái người mà đọc spec hoặc là người implement thực sự. Còn đối với user sử dụng thì hầu như là chỉ quan tâm tới Beacon Block thôi. Rồi tiếp theo nữa là validator thì dễ hiểu là một người để mà tạo block hoặc là người deposit để tạo thành một cái validator như nãy mình nói. Thì ứng với mỗi cái validator mình có cái balance ha. Thì thường thường nó sẽ là 32 Ethereum, nhưng mà trong quá trình chạy một validator khi nó active rồi thì nó sẽ được thưởng hoặc là nó bị phạt, thì nó sẽ tăng lên hoặc là giảm xuống. Một trong những khái niệm quan trọng tiếp theo đó là cái khái niệm mà attestation. Thì như hồi nãy mình nói, validator thì trong một epoch nó có thể vai trò là một cái proposer để tạo block hoặc là một attester. Thì attester là người chứng thực xem cái block đó đúng hay sai và chứng thực những cái checkpoint. Thì để làm như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc dữ liệu là gọi là attestation, sau đó nó sẽ submit các cái attestation lên cái node và nó sẽ broadcast ra. Thì cái khái niệm tiếp theo là beacon committee, thì cái này á thì một cái attester khi nó lấy duty từ cái node về, nó sẽ thuộc vào một cái committee. Thì tí xíu tới khúc đó mình sẽ nói rõ hơn, nhưng mà đại khái là một cái slot nó sẽ còn chia ra nhiều cái committee nữa chứ không phải là một committee. Lý do là để chuẩn bị cho cái sharding, cho nên một lock sẽ có khoảng chừng 64 committee. Hai cái thuật ngữ cuối cùng mình sẽ sử dụng đó là fork choice, đó là cái spec để mà chọn ra cái head của cái chain, và SFG tức là cái spec để mà mình chọn ra cái finalize checkpoint. Thì những cái thuật ngữ này có thể mới vô mấy bạn sẽ thấy nó hơi lạ lẫm tí xíu, cho nên tí xíu là tới từng khúc mình sẽ cố gắng thì chậm lại. Tiếp theo mình giới thiệu sơ về cái SSG ha. SSG tức là cái spec của Ethereum để làm hai chuyện. Thứ nhất là serialization, tức là mình sẽ từ một cái object nào đó, ví dụ object là một cái beacon block chẳng hạn, mình sẽ tạo ra một cái byte array. Rồi deserialization tức là mình sẽ từ cái byte array đó mình tạo ra cái object ngược lại. Thì cái này nó rất là quan trọng để mà mình chuyển dữ liệu giữa các nốt với nhau. Điều thứ hai nữa là nó quan trọng bởi vì cái Ethereum á, thì nó muốn phát triển ở trên nhiều nền tảng khác nhau, cho nên là cái phải tạo spec rất là kỹ để mà tất cả các ngôn ngữ có thể giao tiếp với nhau được. Rồi tiếp theo là nó có giới thiệu về cái cây Merkle Tree rồi Merkle Group. Thật ra đây là những cái khái niệm mà các blockchain khác cũng sử dụng, cho nên người ta chỉ để ở đây thôi để mình tham khảo thôi. Còn bạn nào muốn biết thì có thể vô cái trang spec của Ethereum ha, mình có để link bên bên dưới slide này. Tiếp theo là BOS. BOS là một cái thư viện để mà mình sai cái message ha. Thì về mặt thư viện này á, thì đối với mình chỉ cần biết về cái API của nó thôi. Còn ai muốn đào sâu thì phải tìm hiểu về đường cong elliptic curve và có thể những chuyên gia về crypto họ sẽ đào sâu hơn. Còn đối với mình thì mình chỉ cần làm quen với những cái API của nó. API đầu tiên là size, tức là từ một cái private key, một cái message thì mình sẽ sign nó để mà tạo ra một cái signature. Ở chiều ngược lại trên cái node thì mình nhận được một cái signature và một cái message, thì mình verify với public key để xem thử cái chữ ký như vậy là đúng hay sai. Một trong những cái hay của thư viện này là mình có thể tổng hợp những cái signature này thành một cái signature chung, sau đó mình verify với tất cả những người nào đã ký và mình cho ra kết quả đúng hay sai. Như vậy là với cùng một message và được ký bởi rất nhiều người, nhưng mà cái chữ ký cuối cùng á là một chữ ký tổng hợp, cho nên nó sẽ rất là tiết kiệm dữ liệu. Còn
về cái smart contract của Ethereum 2 á, thì mọi người có thể vào đây để xem source code ha. Nếu mà ai rành về Solidity thì source code nó cũng ngắn lắm. Chủ yếu có một method gọi là method deposit. Thì trong method deposit đó nó sẽ accept tiền mình gửi vào ha. Và nó sẽ accept tiền mình gửi vào, nhưng mà điều đặc biệt là nó sẽ không sử dụng cái tiền đó, thì nó giống như là burn cái tiền nó vậy đó. Chỉ gửi vào thôi, nó sẽ track là mình đã gửi vào chừng bao nhiêu đó tiền thôi. Còn với hầu như tất cả các ứng dụng khi mình làm việc với thằng những cái contract thì mình đều làm việc với cái balance của contract, nhưng mà contract này thì không có, cho nên nó gọi là burn luôn cái tất cả những cái tiền đó. Thứ hai là nếu mình có một số Ethereum mà mình muốn trở thành một cái validator thì Ethereum nó tạo ra một cái launchpad, là cái URL mình để bên trong, thì mọi người có thể vào đây step by step để mà cách thức để tạo ra một cái validator như 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 thế nào. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu về validator ha. Thì đây là cái dễ dàng nhất để bạn thâm nhập vào cái spec của Ethereum. Mình sẽ giới thiệu về cái economic life cycle, cái tính random của nó, và hai cái duty chính là proposer và attester. Thì cái validator thì nó sẽ là một client để mà nó connect với Bitcoin node. Bitcoin node thì thường nó heavy hơn nhiều, chứ còn cái validator thực sự nó rất là lightweight. Ngoài ra cái validator bên Ethereum thì thường thường nó sẽ gọi là một cái validator client, thì trong client nó có thể có nhiều cái validator bên 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 trong luôn, có thể chứa 1.000 cái bên trong luôn. Cho nên nếu một người nào đó có nhiều tiền, họ có thể tạo ra 1.000 cái validator và có thể chạy trong một cái client duy nhất. Đây là cái hình ảnh thứ hai về validator. Thì như hồi nãy mình nói, ứng một epoch thì sẽ có nhiều slot. Đối với những slot thì nó sẽ có nhiều committee. Thì khi một validator được tạo với vai trò một attester thì nó sẽ tham gia một cái committee nào nào đó. Và trong cái committee thì nó sẽ có rất là nhiều người tham gia cùng vai trò với mình. Thì chỗ này practical một tí, tức là bạn nào mà nếu mà muốn làm quen có thể là thuê một cái client environment và có thể chọn một cái client nào nào đó, xin một cái node và có thể connect, có thể chạy một cái validator client connect vô cái node đó. Cách thứ hai là đó, nếu mình có thể tìm hiểu được số cái node có sẵn để mà mình chạy cái validator client thôi. Ngoài ra nếu mà các bạn nào muốn, mình cũng có thể chạy trên những cái testnet của Ethereum, tức là mình sẽ không có tốn tiền thật mà mình chạy và mình sẽ tìm hiểu được nó. Mình giới thiệu về cái life cycle ha. Đầu tiên một người sẽ deposit tiền vào cái deposit contract, thì thường là 32 Ethereum. Sau đó cái deposit nó được process và nó sẽ trở thành một cái validator. Thì sau một vài epoch thì cái validator nó sẽ được active. Một khi active thì với mỗi slot, với mỗi epoch nó sẽ check với cái beacon node để biết được cái duty của mình. Và khi biết duty của mình thì nó sẽ một là submit block hoặc là phải attest. Rồi một điều quan trọng trong cái validator này là cái tiền mà nó sinh ra, ví dụ như là mình hiện giờ thì lãi suất của nó là khoảng chừng 6% một năm, thì cái tiền đó hiện giờ mình không có withdraw được, mình không có rút tiền ra được. Khoảng chừng cuối năm nay thì nếu mà cái merge spec xong rồi á, thì nó sẽ có cái hard fork đầu tiên sau khi merge, thì cái hard fork đó hy vọng là mọi người có thể rút tiền ra. Thì đang có những cái đề xuất, là một cái đề xuất là nó sẽ tạo ra một cái gọi là withdrawal contract. Nó là một cái contract smart contract bên Ethereum 1, mà khi mà người validator muốn rút tiền thì họ sẽ sign một cái message, bên phía Beacon Chain sẽ verify nó và sẽ gửi cái proof vào cái contract này.
thì khi sau khi gửi vào xong rồi thì mọi người có thể vào contract để gọi cái method withdraw. Đó là một cái proposal mình đang đang thấy có thể khả thi nhất. Thì một một cái điều rất quan trọng của cái validator này khi hiện thực là phải phải có cơ chế random cho nó để mà đảm bảo tất cả các validator đều có cơ hội để mà submit block hoặc là để attest như nhau. Và thứ hai nữa là nó phải random để mà cái người attacker khi họ vào họ không có đoán được là khi nào tới phiên mình. Để làm một cái chuyện đó thì Ethereum sẽ cho phép là tất cả các block trong mà tạo ra cái tất cả các validator mà tạo ra block trong một epoch là sẽ quyết định là cái committee tiếp theo và cái proposal tiếp theo. Với mỗi slot đó, thì cái người mà proposer họ sẽ phải tạo ra một cách gọi là random review bằng cách ký vào cái slot đó size, tức là hồi nãy dùng cái BOS hồi nãy mình giới thiệu á, size cái slot đó để tạo ra một cái gọi là random review. Thì một slot thì chỉ có một proposer để tạo ra cái random review đó, thì với 32 slot thì sẽ có 32 người tạo ra. Sau đó trước khi qua cái epoch mới á, thì cái beacon chain nó sẽ mix những cái random review lại với nhau để tạo ra một cái seed. Từ cái seed đó nó sẽ shuffle để tạo ra một cái committee tiếp theo và tạo ra những cái proposal của epoch tiếp theo. Đây là cái ảnh minh họa ha. Mình có cái này là cái đề xuất từ xưa cho nên nó có 128 slot mà thực ra nó chỉ là 32 slot thôi. Thì slot 1 sẽ tạo ra một cái random review, slot 2 cũng vậy, slot 3 không có thì nó để empty. Thì tới cuối cùng một cái epoch nó sẽ tổng hợp lại, sẽ tạo ra một cái seed. Một từ cái seed đó mình sẽ shuffle để tạo ra những cái beacon committee mới và những cái proposer cho cái epoch tiếp theo. Và cơ chế random. Mình sẽ giới thiệu kỹ hơn bên phía beacon chain ha. Tiếp theo mình giới thiệu về cái proposer ha. Thì đến đầu mỗi epoch á, thì tất cả các validator phải uphold cái nốt để mà biết được mình có phải là proposer của một cái slot hay không. Thì khi nó trả về, nó sẽ trả về cho cái duty của tất cả các slot trong cái epoch đó. Nếu mà cái người proposer biết được là à tới cái slot này đang là duty của mình thì sẽ làm những chuyện như sau. Mà nó sẽ call cái nó sẽ issue một cái HTTP GET request tới cái node để lấy về thông tin của một cái block. Thông tin của block sẽ gồm có slot nè, proposer index nè. Tức là bên phía Beacon Chain đó, nó tất cả các validator sẽ quản lý trong một cái array và cái array đó sẽ start từ cái index 0. Thì cho nên dữ liệu của nó lưu nó chỉ lưu là proposer index thôi, là một cái số integer thôi. Thứ hai là, thứ ba là cái root của parent random review equal data, thì cái này nó sẽ pull bên phía proof of work chain ha. Rồi bốn cái nữa là stashing, attestation, deposit và voluntary exit. Thì mình giới thiệu tất cả những cái này bên phía Beacon Chain nữa, nhưng mà hai cái phần quan trọng mình cần hiểu đó là cái attestation và cái deposit. Attestation như hồi nãy mình nói một một cái attester sẽ đóng vai trò chứng thực cho những cái block vừa mới được sinh ra và những cái checkpoint. Thì để làm điều đó nó tạo ra cái attestation. Thì khi mà tạo ra xong rồi á thì attester sẽ submit vô cái node bằng một cái HTTP post request. Thì khi mà node mà nhận được những cái attestation đó sẽ bỏ vô cái pool và nó sẽ include vào cái block tiếp theo. Thì block tiếp theo là đang đang là ở đây. Tiếp theo nữa là cái deposit. Cái này thì là block sẽ pull cái contract
để mà nó ở biết được cái deposit tiếp theo, sau nó sẽ process cái deposit để mà trở thành những cái validator mới tham gia vào hệ thống. Đây là cái get request để lấy data về ha. Thì một lần nữa mình nói là mình thì cái validator này nè, nó sẽ không biết thông tin của cái thằng Beacon Chain, mọi thứ nó làm chỉ là pull, chỉ là issue những cái HTTP request lên phía server, server tức là cái node đó, nó issue những cái node đó. Thì đây là cái hình ảnh là khi là một validator muốn muốn lấy data của một block thì nó gọi cái method get này với cái slot ha. Lưu ý là nó sẽ gửi lên slot và cái run down review. Cái này thì cái validator phải ký ha. Và tiếp theo là cái gravity, thì cái này nó sẽ cho phép validator config cái đó để mà tạo ra những cái riêng của mình. Chẳng hạn như mình muốn để tên của mình hay gì đó vô được cái field này nè, thì nó sẽ ăn vô blockchain luôn. Sau này mình mở cái block explorer mình thấy tên mình trong đó. Sau khi mà validator nhận được cái block từ từ phía node đó, nó gửi về thì nó sẽ sign, sau đó nó sẽ issue một cái post request. Và cái điều này nó điều này nên được thực hiện trong 1/3 slot. Lý do là sau khi nhận được cái sau khi sign cái block này á, thì nó phải spread ra toàn bộ network, thì nó phải tạo đủ nhanh để mà tất cả các nốt còn lại thấy. Sau cái các nốt còn lại thấy á, thì mình mới chứng thực cái data đó được. Như vậy thì điều gì xảy ra nếu mà một cái nốt mà nó làm chậm quá, tức là nó sai chậm quá hoặc là nó produce block chậm quá, thì trong trường hợp như vậy á, thì cái block này vẫn được tạo bình thường, nhưng mà khi các nốt khác không không thấy được cái block đó thì nó sẽ không tạo ra cái attestation cho cái nốt đó. Thì một hồi như vậy á, thì tới cái spec của Fockjoy thì sẽ thấy là à đây có một cái block nhưng mà không ai attest cái block này hết, thì đâm ra cái đó gọi là cái orphan block, tức là sinh ra mà không có những cái không không có con không có gì hết, nó là cuối của blockchain luôn, đó là một cái block dư, là một bên block mồ côi. Thì bây giờ mình nói tới cái vai trò thứ hai của cái thằng validator ha, là attester. Thì như nãy giới thiệu á, thì một cái slot nó sẽ giới thiệu nó sẽ gồm nhiều cái committee. Thì committee bây giờ số tối đa là 64 ha, nó sẽ bằng với cái số lượng cái SHA. Thì khi mà tạo cái committee này nó là cái chuẩn bị sẵn sàng cho cái spec tiếp theo về sharding. Trong một cái epoch thì hầu như là tất cả các validator ít nhất sẽ được tham dự với vai trò là một attester. Với nó sẽ được assign cho một cái slot và một cái committee index nào đó. Đây, những cái hình ảnh hồi nãy mình giới thiệu rồi, tức là một slot sẽ nhiều cái committee, thì một cái attester sẽ tham gia một cái committee nào đó. Đây là hình ảnh của một attester ha. Thì khi nó tham gia một cái committee nào đó thì nó sẽ vote cho cái block head và những cái checkpoint, thì sẽ có những người vote giống mình, sẽ có những người vote khác mình. Đây là cái HTTP request để mà check cái duty mỗi epoch ha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cái flow của nó. Như hồi nãy mình nói thì một cái block proposer thì phải tạo ra block trong vòng 1/3 slot ban đầu. Thì một slot trong Ethereum 2 nó là 12 giây. Như vậy một 1/3 slot sẽ là 4 giây. Thì nó phải tạo trong cái 4 giây đó. Còn cái attester này sẽ chờ tới 1/3 slot để mà lấy thông tin về cái head block root, về những checkpoint. Thì ví dụ nốt A đi, nốt A có chứa một cái validator và để tạo ra block. Thì khi
Validator của nốt A tạo ra block, nó sẽ spread ra khoảng ra network cái nốt B nhận được trong 1/3 slot đầu tiên. Sau đó một cái validator ở cái nốt B chờ 1/3 thời gian của slot, nó sẽ issue cái get request. À, khi đó cái head block root nó sẽ là cái block vừa mới tạo ra. Rồi tiếp theo cái short checkpoint. Short checkpoint là một phần của cái spec FFG ha. Short checkpoint chính là cái current justified checkpoint hiện giờ của cái hệ thống, mà nó sẽ được lưu trong cái beacon state. Còn target checkpoint á, thì nó là cái checkpoint hiện thời của cái slot. Thế là ví dụ như là slot đang ở slot 64 đi, thì nó là cái checkpoint này ngay ở slot 64 luôn. Còn nếu mà slot 65, 66, 67 thì checkpoint sẽ ngay cái slot 64. Đây là cái hình ảnh của một cái attestation, của một cái attester mà vote ha, thì nó sẽ vote cái thứ nhất là cái head nè. Head là thường thường là cái nốt cuối cùng. Thứ hai là cái short checkpoint, tức là cái justify checkpoint dưới này ha. Và thứ ba là cái target checkpoint, tức là cái checkpoint hiện thời. Thì nói thêm nữa là cái phần head, tức là validator khi mà issue một cái request lên phía server, tức là phía node để lấy một cái head về, thì thường thường nó sẽ chạy qua một cái gọi là fork choice để xác định cái head hiện giờ đang là cái nào. Phần fork choice mình sẽ giới thiệu bên phía beacon chain thêm. Thì bởi vì những cái phần spec nó sẽ liên quan với nhau, cho nên có những phần các bạn có thể không hiểu hết ở ngay cái phía validator này, thì có thể tới beacon chain mình sẽ đi qua một lần nữa, thì lúc đó có thể sẽ hiểu rõ hơn. Rồi thì bây giờ hồi nãy mình giới thiệu là attester nó sẽ là một phần của cái committee. Thì trong cái committee đó sẽ có rất nhiều các validator, tức là những cái attester trong đó làm cùng nhiệm vụ với cái attester của mình. Thì trong cái attestation ledger có một cái là cái aggregation bit. Đây là một cái array của các của những cái con số 0 và 1 bên trong. Chiều dài của nó tương ứng với cái chiều dài của cái committee. Khi mà một cái attestation lần đầu tiên nó tạo thì mình gọi là cái unallocated attestation, tức là các attestation đơn lẻ. Và khi mà tạo những cái đơn lẻ như vậy thì cái array này sẽ toàn tất cả các index của nó đều là zero hết, chỉ trừ cái index hiện tại của cái attester nó là một. Thì nếu mà một attester đóng vai trò là một cái aggregator, tức là cái người tổng hợp á, thì ở giai đoạn là 2/3 của cái slot á, thì cái aggregator này sẽ gửi cái attestation ledger nó có lên phía node. Phía node sẽ tìm những cái attestation ledger nào mà giống y chang của cái thằng aggregator này, sẽ trả về lại cho cái aggregator. Thì cái aggregator khi đó tổng hợp lại rồi á, thì nó sẽ update cái aggregation bit này ha. Đây thì cái đó cái aggregation bit đó, nó sẽ xác định nó bây giờ cái array bây giờ nó không không phải là có một cái index là một nữa, mà nó sẽ là rất là nhiều cái index là một. Còn những cái nào là không á, tức là những cái attester đó đã vote cho cái data khác rồi. Đây cái hình này cho dễ hiểu ha. Đây là một cái attestation mà mình chụp hình từ cái block explorer bên Ethereum 2. Thì mình có slot, có committee index ha, mình có aggregation bit này, nó đang là một hết, chứng tỏ tất cả các attester trong cái committee này nó đều vote cùng một cái data khác, cùng cái data giống y chang nhau, gồm có head block group ở đây, gồm có short checkpoint như vậy, target checkpoint như vậy. Còn cái signature này là cái signature chung của tất cả các thành viên trong cái committee mà vote cho cái ledger này. Đây là xong phần giới thiệu của thằng attester ha. Mình summary lại một lần nữa. Thì
Validator sẽ có hai role. Thứ nhất là proposer, thứ hai là attester. Thì proposer trong 1/3 slot ban đầu nó sẽ submit một cái block lên phía Beacon Node. Beacon Node sẽ spread cái block đó ra để tất cả các để hy vọng tất cả các node khác đều thấy cái block đó. Thì ở phía các node khác nó sẽ khi nhận cái block như vậy, nó sẽ chạy state transition, sẽ chạy fork join để cập nhật cái head mới. Thì ở lúc 1/3 slot thì bên phía attester nó sẽ call lên cái node để kiểm tra là cái head đang là cái nào, source checkpoint đang là cái dữ liệu nào, sign checkpoint là cái dữ liệu nào. Thì cái dữ liệu trả về cho phía attester thì nó sẽ sign, nó submit. Thì đối với attester nào có vai trò là aggregator thì nó sẽ ở thời gian 2/3 của slot sẽ tổng hợp tất cả những cái attester nào mà có chung cái attestation data đó, tổng hợp lại tạo thành một cái aggregate attestation, tức là các attestation mới được cập nhật các chuỗi bit, cái chuỗi aggregation bit này. Đồng thời nó sẽ tạo ra nó sẽ tạo ra một cái aggregate signature và sẽ biết ngược lại phía trên. Thì cái dữ liệu attestation cuối cùng được để được được đi vào cái block đó, nó là cái aggregate attestation ha. Còn cái ở giai đoạn 1/3 slot nó sẽ chỉ là các attestation đơn lẻ thôi, gọi là unaggregated attestation. Đó xong phần spec của thằng validator. Bây giờ mình đi tiếp Beacon Chain ha. Chain mình sẽ giới thiệu lại về checkpoint, cấu trúc dữ liệu của Beacon Block, Attestation, Beacon State, cơ chế randomness, consensus của tất cả các node và state transition. Mình sẽ đi từng cái. Đây là cấu trúc dữ liệu của cái Beacon Block. Thì đầu tiên Beacon Block sẽ chứa slot, proposer, index. Thì như nãy mình nói ở trên này nó track tất cả validator theo cái index hết. Còn cái public key thì nó sẽ nằm trong cái Beacon State. Thì một block sẽ có các parent root, có state root. Thì đối với mỗi mỗi Beacon State á, sẽ mỗi Beacon block sẽ có tương ứng một cái Beacon State. Thì xin chỉ thị Beacon State ha. Ngoài ra thì block nó chứa cái Beacon block body. Trong body này á, sẽ có rất nhiều data, nhưng mà nổi bật là các random review ha. Cái này là thông tin như nãy mình nói là để tạo cơ chế random nè. Graffiti là cái dữ liệu riêng của cái validator đó muốn muốn để ha. Attestation là dữ liệu nó lấy từ cái pool ha. Thì hồi nãy những cái validator thì nó tạo ra attestation đó, thì nó submit lên cái node, thì cái node đó sẽ bỏ vô những cái pool để mà lần tiếp theo khi mà block được tạo nó sẽ lôi những cái pool đó ra. Còn deposit thì nó sẽ được tạo từ cái x1 ha, spawn cái node của x1. Đây là hình ảnh chụp từ cái block explorer cho một cái beacon block. Thì mình thấy cũng sẽ có này, deposit slot nè, status, time, proposer. Thì đây là cái index của cái validator mình bấm vào sẽ có chi tiết của nó. Có block root, parent root, state root, signature. Random review ha. Graffiti đó, đây. Đây sẽ có thông tin hết. Thì lưu ý là cái block bên phía cái proof of stake này sẽ có không không có cái nonce ha. Hồi nãy là cái nonce. Mặc dù nó nhỏ nhưng mà mình hiểu được cái đó là mình hiểu được khác nhau giữa proof of work và proof of stake. Mình giới thiệu về các cấu trúc dữ liệu của cái attestation này. Attestation này nó sẽ có aggregation bit nè, có attestation data và signature. Signature là cái mà là chữ ký của cái validator mà tạo ra cái attestation đó. Còn attestation data thì sẽ có slot nè, committee index, nó có head block root và có source checkpoint, site checkpoint giống những cái hồi nãy mình nói.
Đây là hình ảnh mình chụp từ Blog Explorer cho cái attestation. Thì mình thấy nó có slot nè, committee index nè, giống như hồi nãy á, aggression bit là những người đồng thuận với mình tạo ra cùng một cái attestation ledger đó. Nó có head block root tạo tại cái thời điểm slot đó ha, short checkpoint, target checkpoint và signature. Đây là cấu trúc dữ liệu của cái beacon state. Thì như hồi nãy mình nói á, blockchain là một chain của các block, thì ứng với mỗi block sẽ có một cái gọi là beacon state, là cái state ứng với block tương ứng đó. Thì trong cái block sẽ có cái state root, tức là cái root của cái beacon state này ha, Merkle root đó. Rồi trong cái beacon state này có những dữ liệu như là genesis time nè, tức là cái thời điểm mà bắt đầu cái chain á, genesis validator root, tức là cái root của cái validator array ở ở thời điểm tạo ra cái chain. Slot fork, fork này thông tin là những cái lần hạt fork á, tức là ví dụ như là bây giờ đang là phase zero, nó chứa những cái thông tin version về phase zero, nó sẽ chứa cái block cuối cùng, latest block header, block root state root. Đây là những cái historical ledger của cái block và state. Còn cái historical root này á, nó là historical ledger của cái tổng hợp của block root và của state root. Những cái quan trọng tiếp theo là validator nè. Validator nó là một cái array mà nó chứa public key rồi active epoch, exit epoch của từng cái validator. Balance này á, là một cái array mà với cái length bằng với cái validator luôn ha. Rồi nó còn ngoài ra còn chứa cái random mix. Như nãy mình nói là với mỗi slot thì proposer sẽ tạo ra một cái random review, thì cái beacon state này sẽ mix những cái random review lại với nhau tạo thành cái random mix này. Hai cái nữa quan trọng là cái previous epoch attestation này. Nó là tổng hợp attestation của cái epoch trước và tổng hợp của attestation của các của trong trong cái epoch hiện tại. Khi mà tới tới chuẩn bị chuyển qua một cái epoch mới sẽ xử lý những cái dữ liệu ở previous epoch attestation và current epoch attestation này. Còn đối với từng block nó chỉ accumulate data vô trong cái này thôi. Ngoài ra nó lưu những cái checkpoint ha, previous checkpoint, current justify checkpoint, finalize checkpoint. Đó là cái beacon state. Mình giới thiệu lại về cơ chế random ha. Thì với mỗi block thì proposer sẽ submit cái random review và phía phía trên sẽ tổng hợp tất cả các render review của từng cái slot vào vào cuối cái vào cái slot cuối cùng của epoch, sẽ tổng hợp lại để tạo một cái sheet ha. Thì cái sheet đó để mà mình dùng cái sheet đó để tạo ra cái proposer của cái epoch tiếp theo và những cái beacon committee của cái epoch tiếp theo. Đây là một cái hình ảnh dễ hiểu hơn ha. Thì với mỗi slot mình thấy nó tạo ra random review nè, số được mix lại với nhau nè, sau nó tạo thành một cái sheet ha. Thì cái sheet đó thì sẽ chạy một cái function đó, cái input là cái sheet, nó sẽ tạo ra cái beacon committee kế tiếp và những cái block proposer tiếp theo, là cơ chế random. Mình đi tiếp về cái consensus thì thứ nhất là FFG ha. Thì như nãy mình giới thiệu, FFG là nó dùng để determine cái finality checkpoint. Thì với mỗi checkpoint á, nếu mà có 2 phần 3 số validator và đồng thuận với một checkpoint á, dựa vào cái attestation data thì nó sẽ cái checkpoint trở thành justify. Và khi có nhiều cái checkpoint justify, nó sẽ tạo thành cái finalize checkpoint. Thì lưu ý là ở chỗ này không, thực ra không phải là số 2 phần 3 số validator, nó sẽ tính toán dựa vào cái balance của cái validator. Tí xíu có một cái function rõ hơn mình sẽ giới thiệu phần đó.
Cơ chế đồng thuận thứ hai là cái LDGOS này, tức là cái FOXJOIN, tức là đối với cái proof of work đi thì nó cũng có FOXJOIN, nhưng FOXJOIN của nó dựa vào những cái chain nào mà dài nhất. Cái chain nào dài nhất nghĩa là có nhiều cái work trong cái chain đó nhất. Còn đối tương tương tự đối với proof of stake thì nó sẽ cũng có nhiều cái nhánh, nhiều fork đó, nhiều nhánh khác nhau, thì cái fork nào được chọn thì cái con cuối cùng của cái fork đó sẽ là trở thành cái head, mà cái branch nào được chọn sẽ là cái branch có nhiều stake nhất. Đây cái chi tiết của thằng consensus thôi. Thì nói thêm về cái consensus ha, thì trong cái network spec của Ethereum 2 nó sẽ có những cái status message. Khi mà mình connect với những cái nốt khác nhau á, thì mình sẽ exchange cái status message này, và trong cái status message này sẽ chứa thông tin hai thông tin căn bản, đó là cái head lock và finalize checkpoint. Thì khi hai cái nốt nó kiểm tra lẫn nhau, nó thấy finalize checkpoint hoặc là cái head block config thì tự động sẽ disconnect lẫn nhau. Nó cơ chế đồng thuận. Bây giờ mình đi qua phần step transition ha. Đây là một cái hàm mình gặp rất là nhiều khi implement, tức là ở mỗi cái block sẽ mình muốn tạo một cái step tương ứng cho nó. Thì khi một block tới, mình sẽ tìm cái parent block dựa vào cái parent root trong cái become block này nè. Với cái parent root nó sẽ tạo ra được cái state, parent state cộng với cái block hiện tại, mình chạy một cái hàm gọi là hàm state transition sẽ đã tạo ra một cái state mới. Thì cái state mới sẽ tương ứng với cái block này, và mình sẽ lưu trong cái bộ nhớ cache để mà lần tiếp theo một cái block tới nữa mình sẽ chạy cái hàm state transition này tiếp theo. Thì trong cái state transition nó sẽ có rất là nhiều function, thì mình chỉ giới thiệu một số cái function chính thôi. Ví dụ giờ khi mình nhận được cái block đó, trong block nó có cái beacon block body, trong cái beacon block body sẽ có deposit này, nó có attestation này, thì mình phải process những cái thông tin đó. Ví dụ như là thông xử lý về cái process attestation này đi thì mình sẽ tạo ra những cái pending attestation, mình accumulate nó vào cái previous epoch attestation hoặc là cái current epoch attestation. Thì khi state nó lưu những cái đó rồi á, thì tới cái slot cuối cùng sẽ xử lý ha. Nó xử lý là nó sẽ xử lý, nghĩa là nó sẽ kiểm tra những cái attester có submit đúng cái head không, có submit đúng cái short checkpoint không, đúng target checkpoint không, để mà thứ nhất là thưởng phạt cho những cái validator, và thứ hai đó là finalize checkpoint. Đây là cái process deposit ha. Thì cái hàm nó dài, mình chỉ cắt cái phần phía bên trên thôi. Thì cái phần phía bên trên có một cái function gọi là isValid Merkle Branch, tức là cái function này sẽ dựa vào cái root của cái deposit tree và cái Merkle proof và cái deposit nature, nó sẽ verify giống như phần đầu tiên mình nói á, đó gọi là cái proof of stake, chính là cái phần này. Đây là cái phần để mà khi mình chuyển giao một cái epoch mới á, thì mình sẽ tính toán xem là cái slot nào sẽ là cái proposer nào ha. Thì trong này mình chỉ cần để ý là nó có một cái gọi là cái seed này á, là lấy từng cái beacon state tạo từ cái random mix mà hồi nãy mình nói cơ chế randomness. Phần thứ hai tiếp theo là cái ngoài 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 phần tính toán để tạo ra proposer index, mình cũng phải cần phải tính toán để tạo ra những cái beacon committee. Thì cái beacon committee cũng dựa vào cái seed này luôn. Đây là phần FFG ha, tức là như hồi nãy mình nói những cái attestation khi được accumulate vào một cái state, thì vào cuối cuối cái epoch sẽ tính toán để kiểm tra xem là cái với một checkpoint thì có bao nhiêu attester vote cho cái checkpoint đó, và
cái balance của cái attester đó là gì. Nếu mà tổng cộng á, số balance lại tổng cộng nó là 2 phần 3 của cái active balance thì nó sẽ coi như đấy là một cái justify, bởi vì đó là cái đồng thuận lớn nhất. Thì khi mà hai hoặc ba những cái justify checkpoint mà sát cạnh nhau thì nó sẽ tạo ra một cái finalize checkpoint. Một phần nữa không kém, phần quan trọng, tức là trước khi chuyển qua cái report mới thì mình sẽ tính toán cơ chế thưởng phạt cho cái validator ha. Mình sẽ dựa vào cái head, cái source checkpoint, target checkpoint. Nếu mà vote đúng thì mình thưởng, sai thì mình phạt. Lưu ý có một phần nữa gọi là slashing ha, để cho những cái validator này mà cheat á, tức là trong cùng khi nó được giao nhiệm vụ để mà propose ở một cái slot nhưng mà nó tạo ra hai cái block khác nhau cho cùng một slot đó. Khi tạo như vậy thì sẽ có những thằng đó đi check được những chuyện như vậy thì nó sẽ spread ra toàn network, sau đó nó include cho cái block. Thì cái block khi xử lý nó kiểm tra đúng là như vậy á thì nó sẽ slash cái validator luôn, tức là nó sẽ inactive nó. Đây là một hình ảnh của một cái validator khi tham gia vào Ethereum 2 ha. Sau khi process được cái reward với lại là penalty thì mình thấy là cái voucher này hoạt động rất là đẹp. Ứng với mỗi mỗi slot đều vote thường xuyên và vote đúng cho nên nó toàn màu xanh hết. Và theo tính toán thì cái validator này hiện tại thì là đạt được cái profit là 6% một năm. Còn cái hình ảnh thứ hai, khi mình để cái validator này của mình trên một cái testnet mà mình tắt mình không chạy á, thì với mỗi epoch nó đều bị trừ tiền mà trừ tiền và nó tính toán là bị trừ khoảng chừng 5% một năm. Thì validator nếu bị trừ tiền liên tục á thì theo tính toán là khoảng chừng tốn chừng 10 năm thì nó sẽ decrease cái balance từ 32 Ethereum về 16 Ethereum. Khi đạt tới ngưỡng 16 Ethereum á, thì nó sẽ inactive cái validator này luôn, gọi là validator bị eject. Nghĩa là mình sẽ giới thiệu về cái Beacon Chain ha. Beacon Chain là ở phía server side đó. Còn cái và validator ban đầu mình nói nó giống như client side vậy. Đây là phần tiếp theo mình giới thiệu sẽ là về cái network. Thì network của cái Ethereum 2 thì giống như rất nhiều blockchain khác thì nó dựa trên lib P2P, là một cái thư viện rất nổi tiếng. Thì có ba cái spec quan trọng là cái spec về gossip, spec về request response, spec về discovery file. Đi qua từng thứ ha, nó cũng tương đối dễ hiểu nhưng mà khi đi sâu thì nó sẽ phức tạp hơn, mình chỉ giới thiệu sơ sơ thôi. Thứ nhất là cái spec về gossip ha. Thì gossip tức là cái spec để mà từng nốt cái spec dữ liệu cho những cái peer khác, tức là những cái nốt khác. Những cái nốt khác khi mà nhận được nó sẽ validate cái dữ liệu, mà nếu nó thấy đúng thì nó sẽ spread tiếp cái message cho những cái peer khác nữa. Thì ứng với những loại dữ liệu khác nhau thì sẽ có những cái topic khác nhau. Thì trong này cái bên cục trái name, tức là cái topic name thì mình có ba cái thằng quan trọng nhất là Beacon Block, tức là khi một cái proposal submit một block đã spread ra vô cái topic đó. Thứ hai là cái Beacon Attestation, mình thấy nó submit ID nè, cái này là cho những cái unallocated attestation hồi nãy mình nói thì sẽ public vào cái topic này. Ngoài ra khi là một cái và validator trở thành một attester, mà cái attester chính là một cái aggregator, sẽ tổng hợp dữ liệu lại. Khi tổng hợp xong hết rồi thì nó sẽ gửi dữ liệu vào cái topic gọi là beacon aggregate and proof. Đó phần network gossip ha. Phần tiếp theo là phần network request response. Thì phần này chủ yếu để mà một cái nốt nó xin dữ liệu với những cái nốt khác. Ví dụ mình có cái Beacon Block by Rain này, ví dụ như là một cái nốt khi nó vào thì nó cần query data từ cái nốt khác thì sẽ gọi dùng cái request này, dùng có stack slot count và step, thì nó sẽ issue cái request này có thể tới nhiều cái peer khác nhau.
thì nó nhận dữ liệu về, sau đó nó chạy cái hàm stack trên JSON, chạy xong nó lại issue cái request tương tự tới những cái node khác. Đó là cơ chế sync. Tiếp theo mình có một cái request quan trọng là cái beacon blocks by root. Thì ví dụ mình có một cái trường hợp là khi mình đang chạy, mình nhận được một cái gossip block, mà gossip block nó có một cái parent root mà nó không nằm trong cái chain của mình. Mình có thể issue cái request này tới những cái key khác nhau để hỏi là cái block root này tương ứng cái block nào. Thì những cái key khác nhau nếu nó biết nó sẽ trả lời lại cho mình qua cái sử dụng của cái request này. Tiếp theo là Network Discovery File. Thì cái spec này để những cái peer có thể tự tìm lẫn nhau. Thì những cái peer khi mà nó sẽ thích, nó là cái tầng low level ha. Thì những cái peer khi nó connect lẫn nhau thì nó có những cái metadata bên bên trong, và đặc biệt là cái fork digest nè. Fork digest cho mình biết là cái thông, nó là cái metadata của cái fork. Cái fork là nó giống tương ứng như là cái phase zero, hoặc là cái merge, hoặc là cái sharding như em nói. Để mà khi mình thấy được những cái nốt, nếu mà những cái fork digest khác nhau thì nó sẽ cơ chế handshake sẽ stop và mình sẽ không kết nối với những cái kia như vậy. Hoặc là trong khi theo ví dụ nó có những cái testnet, nó có mainnet, những cái testnet khác nhau sẽ có những cái fork digest khác nhau. Thì khi mình chạy rất nhiều nốt nhưng mà khi không bị nhầm lẫn giữa những cái mạng khác nhau thì dựa vào cái cơ chế thằng discovery file này. Rồi như vậy mình đã giới thiệu qua cái phần network ha của Ethereum 2. Thì bây giờ mình qua cái merge. Merge là cái đang được thử nghiệm trong Ethereum. Thì mình biết là hiện giờ thì Ethereum nó có cái Ethereum 1 nó chạy proof of work chain, rồi Ethereum 2 thì có cái beacon chain. Thì hiện giờ nó có tương tác với nhau mà tương tác rất là ít. Thì hiện giờ các team, một số team bên Ethereum 2 và một số team bên Ethereum 1 đang thử nghiệm cái merge này, và cái merge này nếu thành công sẽ release vào cuối năm nay. Thì cái merge này á, anh Tuyên ơi, anh Tuyên có thể tóm tắt lại một chút cho các bạn hiểu về chẳng hạn như quá trình chẳng hạn beacon chain rồi sharding rồi merge, cái quá trình từ nâng cấp từ Ethereum 1 đến Ethereum 2 cho các bạn được không ạ? Thì là có một số bạn ý là chưa hiểu lắm về căn bản, thế là anh chỉ tóm gọn sơ sơ cái cách nói thôi, cách nói sơ sơ về cái quá trình, có nghĩa là ok mình sẽ giới thiệu lại ha. Thì ban đầu á thì nó sẽ là cái proof of work chain hết, chưa có Ethereum 2 nào hết, chỉ đúng là rồi, cái Ethereum 1 hết thì nó vẫn chạy bình thường. Thì tới năm ngoái á sẽ thì Ethereum 2 ra đời, thì khi ra đời nó là cái beacon chain multiple, cái deposit contract thôi, chứ còn thực sự một bên vẫn chạy song song, một bên vẫn là proof of work, một bên là proof of stake, miner vẫn còn nguyên, bên này vẫn stake, rồi proposer, attester như nãy mình nói, mà hoạt động song song với nhau hết. Đó là hai cái chain gần như là độc lập với nhau, có dính dáng tí tí thôi. Thì tới cái merge này nè, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu nè. Thì cái merge này á thì sẽ nhập chung hai cái lại, mặc dù vẫn còn hai cái chain với nhau, nhưng mà nó nhập ở chỗ là bên bên cái phía Ethereum 1 á, miner sẽ không còn hoạt động nữa, và hoàn toàn nó sẽ chỉ có cái proposer thôi, tức là đây cái phần này mình thấy cái chain màu xanh á là cái proof of work, tức là Ethereum 1 á, còn cái màu đỏ này tức là Ethereum 2 proof of stake. Thì bên trái có miner ha, thì khi mà mình vô cái merge này rồi á, thì miner sẽ không còn nữa, chỉ có cái proposer bên phía beacon chain thôi. Thì cách nó làm thì mình sẽ từ từng đây ha. Đây thì mình sẽ chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất bên phía Ethereum 2 mình gọi là consensus layer, còn tầng thứ hai bên phía Ethereum 1 mình gọi là execution layer. Thì cái consensus layer sẽ chịu trách nhiệm về fork join, network gossip, block proposal. Còn cái execution á, thì nó sẽ chịu trách nhiệm đơn giản là tổng hợp những cái transaction trong một cái pool để tạo cái proof of work block, và nó sẽ run cái state transition riêng bên nó, và không còn miner gì nữa. Mọi thứ tức là nó đóng vai trò bị động. Như thế nào để mình giới thiệu tiếp ha.
Đây, bây giờ mình đi chi tiết cụ thể tí xíu ha. Thì hồi nãy mình giới thiệu về cái beacon block, thì sẽ có cái beacon block body. Thì bây giờ anh sẽ nhúng cái dữ liệu của cái proof of work vào một cái gọi là execution payload. Cái này thực tế nó là cái proof of work block. Thì khi mà tạo block á, mỗi lần bên Ethereum 2 mà tạo block thì nó sẽ query cái Ethereum 1 để lấy dữ liệu của cái proof of work block nó nhúng vào của nó luôn. Sau khi nhúng vô mà chạy thì thành công sẽ update lại cái Ethereum 1. Thì chi tiết về cần cái message mình sẽ giới thiệu sau ha. Bây giờ mình đi tiếp cái thay đổi của bên phía Ethereum 2. Thì ngoài cái beacon block body á, thì sẽ có cái beacon state. Beacon state này á, nó cũng chứa cái dữ liệu của proof of work block luôn, nhưng mà có thay đổi một tí là mình gọi chỉ gọi là cái execution payload header thôi. Cái khác biệt duy nhất là nó chứa nó không chứa cái tất cả chi tiết của từng cái transaction mà chỉ chứa cái transaction root thôi. Rồi về cái fork choice ha, thì hiện giờ như bên bên Proof of Work á, thì nó có cái spec về fork choice riêng, và cái fork choice của nó là cái longest chain. Thì bên Proof of Stake này á, mình có cơ chế fork choice riêng của mình, nhưng mà cái duy nhất thay đổi á, là fork choice giới thiệu sau, còn giới thiệu về cái block proposer trước đây ha. Khi mà propose một block á, thì bên phía Proof of Stake nó sẽ lấy cái block head. Thì ấn với block á, thì mình nói ấn với beacon block mình có sẽ có cái beacon state ha. Thì sau đó mình sẽ lấy được cái parent root, và mình và từ cái beacon state á, nó sẽ chứa cái execution payload header. Thì trong này sẽ chứa cái proof of work parent root. Thì mình dựa vào cái dựa vào cái root đó mình sẽ query bên cái Ethereum One để lấy về cái proof of work block. Sau đó mình sẽ nhúng vô cái proof of stake block luôn, tức là cái beacon block đó. Sau đó sẽ sai một cách bình thường. Thay đổi của fork choice bên phía proof of stake là khi mà có một cái head đó, thì nó sẽ update bên cái Ethereum One về cái head đó, và khi nó được finalize một cái checkpoint mới sẽ cũng call method bên cái Ethereum One luôn, tức là bên phía execution engine đó. Ethereum One gọi là execution engine ha. Đây là những cái method liên lạc giữa các layer với nhau. Thì cái method đầu tiên là cái example block. Thì khi mà tạo một block bên phía proof of stake anh sẽ call method này ha, thì bên này sẽ trả về proof of work, sau đó nhúng vô như như mình nói. Nhưng mà khi mình tạo như vậy thì chưa chắc nó nằm trong chain ha, có thể nhiều thằng cùng quậy cùng cùng lúc. Mà khi có một block nằm bên phía proof of stake luôn rồi ấy, thì nó mới update lại bên proof of work bằng method gọi là new block, là đây có một cái proof of work block mới nè, update đi. Thì bên bên cái execution engine nó nhận về cái block mới đó, và nó sẽ chạy step transition bên phía nó. Ngoài ra bên fork choice của proof of stake khi mà nó có cái head mới được gọi là set head bên phía execution engine, tức là bên Ethereum One, và tương tự cho cái finalize block. Thì đây là thay đổi bên phía Ethereum One ha. Thì bây giờ mỗi cái proof of work block á, thì ngày xưa nó có cái difficulty và nó có cái nonce. Thì bây giờ cái difficulty là một, còn nonce bây giờ set to zero to luôn. Thì nghĩa là đây là thay đổi căn bản, nhưng mà mình hiểu rõ ràng là proof of stake của nó khác nhau từ những cái đơn giản như vậy. Tiếp theo nữa là miner sẽ không tạo block ha, và sau khi nó nhận được một cái finalize checkpoint từ bên phía Ethereum 2 update qua, thì từ lúc bây giờ sẽ chạy hoàn toàn bằng cái proof of stake luôn. Thì như vậy mình hiểu là rõ ràng là khi đi qua cái merge này á, nó sẽ là không phải merge nhưng mà không phải là merge, tức là không phải hai cái thành một cái chain đâu, vẫn là hai cái chain khác nhau, nhưng mà nó sẽ tương tác cái kiểu khác. Và cái bên dẫn dắt là bên phía Ethereum 2, còn bên phía một proof of work thì nó hầu như nó
bị động nó nhận một cái block hoặc là nó có chứa những cái pool of transaction mà nó sẽ đóng gói lại và nó chờ bên kia call sẽ tạo block đẩy qua bên đẩy cái proof of work block qua phía Ethereum 2 xong đó được bên kia assemble block lại và update ngược lại bên này vậy thôi. Thì mình giới thiệu tiếp về sharding Ừ. À, anh Tuyên này, em có nhắn tin cho anh Tuyên đó. À, em thấy cái phần merge này rất là hay, bởi vì nó chuyển từ proof of work với proof of stake luôn, nên là hay, nên là mình có thể cái tạm dừng cái phần Ethereum 2.0 ở đây được không anh nhỉ? Xong rồi mình chuyển sang panel mình discuss thẳng luôn, bởi vì nó liên quan đến nhau ạ. Em có nhắn tin cho anh trong phần Zoom ok được ok không, mình được không bắt anh? đầu cũng bây giờ cũng là cũng cũng xong luôn này. À, xong rồi đúng không anh? À, Đúng rồi, đúng rồi. dạ, đúng rồi, em sẽ slide cuối luôn rồi. Dạ, xác định có thể anh em mình là để sau cũng được anh ha, tại vì cũng 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 tới rồi. Dạ, vâng, nói chung là em thấy là mọi thứ anh Tuyên chia sẻ rất là sâu, rất rất là thú vị đúng không ạ? Thế nên khi mà các anh chị em mà theo dõi bài của anh Tuyên thì có thể là thấy là cái quá trình nâng cấp được từ bên trong được đang đang được xây dựng như thế nào ạ?